theo Sài Gòn Morning, đầu cầu của cầu Thủy Tiên. Hướng qua ra sông Nghe Giạc ở trên đò tới đây. Tiền đây, người ta đi bộ lên cầu Thủy Tiên. Hướng qua chỉ tình ở dưới cầu Thủy Tiên thôi. Tiền có cái bãi đậu xe để bán cà phê sáng. Trời ơi, chú biết mà. Hôm qua cái đò này, mấy cái đò mình ngồi lên để nghe hát là cái nhà, cái restaurant trên sông như này, thắp đèn đẹp. Và là mấy cái đò đó giữa sông như thế này. Đây cầu Thần Tiên. Kia có một cái cầu song song nữa. Cầu Thần Tiên sáng ngày 2 tháng 9 2023 mặt trời vừa mới lên, bây giờ khoảng chừng 7 giờ sáng. Đây những cái ghe sinh hoạt ở dưới dòng sông. Là cái xe Honda đời 50, đời 69, 70 vậy đây. Vẫn còn chạy tới giờ này nè, cái yên cũ nè, hai chiếc. Thật sự Honda hồi xưa rất là bền. Thấy không? Đây là bán Hoài Môn. Đây là chợ Đông Ba, trước mặt tiền của chợ Đông Ba. Đây. Chợ Đông Ba Huế, trước là nó bán khoai môn, nó mua 10.000 ba củ để ăn. Hai đi bộ từ cầu Trần Tiên đi qua cái cầu song song với cầu Trần Tiên để quay lại khách sạn Văn Sáng. Đây là cái cầu song song với cầu Trần Tiên đây. Sáng ở đây người ta đi xe đạp, đi bộ tập thể dục. Thì họ làm cái đường song song với cái đường ở ngoài, đi xuống dưới chân cầu luôn, đi dọc dọc theo bờ sông. Cái này có nhiều con đò. Nó đi thành phố Hà Nội còn 653 cây số. Nếu vẫn mặt đi cầu Gia Hồng km. Huế này có một đặc điểm đặc biệt là dân ở đây ở xa hơn, những cái hàng quán nó bán được mắc tiền hơn là dân chơi. Cầu Trần Tiên bên kia, đây là cái cầu song song với cầu Trần Tiên. Đây là cây sông Hương, những cái ghe nó đậu giữa dòng. Bên kia có cái chỗ du thuyền nữa, cái ghe qua đó chơi. Video đang đua. Đến chỗ này quay lại. Đó, đang đưa đề mấy cái mã vàng đó, nhỏ kia đó là đua ghe. Đó, đang chạy đua ghe đó. Đám đằng sau đang đi trên mã vàng, đang trắng quá, thú thế quá. Đây dưới chân cầu, bên kia là cầu Tràng Tiên, Trường Tiên. Cái này do Đại Hàng làm. Đây vô cầu Tràng Tiên đây. Oh, wow.
Rất là điền đó con. Con đường nhỏ nhỏ đi dưới cái cầu, băng qua cái cầu và đi qua bên kia lên lại. Dưới đây là những cái công viên ở dưới này. Đây là những chân cầu sạch sẽ, không có lý lắm. Sáng các bạn đông ghê. Sáng đi bộ cả hơn cây số rồi. Liên Hoa bán mọi thứ, đủ thứ hết. Mỗi thứ trung bình khoảng từ 15 đến 20. Món nào bự lắm thì là khoảng 25 ngàn. Buổi sáng chỉ có bán bánh bèo, bún, mì xào giòn. Ở ngay chỗ Liên Hoa, 3 Lê Quý Đôn, thành phố Huế. Bánh chay Liên Hoa đây, sát bên cái chùa.